Alo. Chị ạ, em muốn hỏi chị, vào hôm nay em 38 tuổi ấy, em đã chia tay vợ 5 năm rồi ấy. Em có một người con nhưng mà em chia tay rồi, nhưng mà thực ra từ đấy đến bây giờ em cũng chưa yêu ai và chưa quan hệ với ai ấy. Và Vâng. hàng ngày thì em cứ bị mắc cái bệnh là thủ dâm ngày 2 lần, thì cho em hỏi ý kiến là nó có vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn xem là cái việc mà bạn làm như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không nhá. Vâng, xin mời Dạ chị ạ. vâng ạ, em cảm ơn Ừ, chị. tôi chào bạn. Dạ vâng, em chào chị ạ. Bạn 38 tuổi hiện nay đang sống độc thân đúng không? Dạ vâng ạ. Thế bạn không không phải nuôi con à? Con vợ nuôi à? Em có ạ, tức là em cuối tuần là em đón ạ, thứ sáu. Cuối tuần thì lại đón con xong rồi đến thứ bảy chủ nhật rồi lại mang nó về. Vâng. Bạn làm nghề gì vậy? Em làm là công chức ạ. Làm công chức à? Dạ vâng. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Thế à? Thế Dạ vâng. không có ý định tái hôn Em cũng không có ý định tái hôn chị ạ. Tại à? vì em muốn là nghĩ là khi mình tái hôn thì mình sẽ bị mất cái cân đối về tình cảm của con cái, mà bây giờ có đúng một đứa con mà sẽ bị phân tán đi, thì em cũng sợ cái điều Thế đấy. á? Ừ. Thì em không muốn tái hôn ạ. Nói chung là bạn cũng khá là bản lĩnh đấy, tại vì tôi thấy đàn ông nhất là ở tuổi như của bạn mà lại ở một mình lâu như vậy rồi á, thì cũng rất là khó đấy. Đàn ông thì thường là người ta rất có nhu cầu rất cao về chia sẻ rồi là về những cái vấn đề khác trong cuộc sống, kể cả vấn đề về quan hệ tình dục nữa. Chính vì thế Vâng. mà bạn 5 năm mà bạn chưa tái hôn thì đúng là bạn cũng khá là có bản lĩnh đúng không? Bạn làm công chức thì tôi nghĩ là cuộc sống của bạn chắc là các mối quan hệ của bạn nó cũng khá là nhiều đúng không? Mình cũng đi làm 8 tiếng à? Dạ vâng ạ. Thế thì một ngày bạn 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 tự thủ dâm 2 lần thì bạn thủ dâm vào thời gian nào? Em cứ thường thường vào khoảng 2 lần, thì vào một lần là buổi sáng hoặc là buổi tối đấy ạ, trước khi đi ngủ ạ. Nó rơi vào một tình như thế ạ. Ngày nào cũng làm chuyện này à? Vâng ạ. Mỗi lần xong như thế thì mình có cảm thấy mệt không? Em cảm thấy không ạ, em cảm thấy nó bình thường rồi ạ. Thực ra thì tôi nghĩ thế này, thủ dâm nó cũng là một cái cách để nó giải tỏa cái áp lực rất là an toàn, trong khi thì mình thì cái đời sống tình dục của mình nó không ổn định lắm đúng không? Thế Dạ mà vâng. mình thì cũng là công chức nữa rồi, mình cũng lo rồi có con có cái, mình cũng không muốn là mình quan hệ ở ngoài rồi sau này tiếng tăm nó không tiện đúng không em? Dạ Đấy, vâng. thế cho nên mình chọn cái cách đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là có lẽ là cố gắng để mà điều tiết lại cái cảm xúc về tình dục của mình. Chứ còn em 38 tuổi mà ngày nào em cũng thực hiện cái việc đó, thậm chí là tới 2 lần một tuần, chị sợ là nó sẽ trở thành một cái phản xạ, người ta gọi là phản xạ có điều kiện ấy. Hiện tại bây giờ có thể nó chưa ảnh hưởng gì, nó do 2 phần. Đó là cái chất lượng thủ dâm của mình. Ví dụ em biết em đã từng có vợ rồi, em biết mỗi một lần quan hệ tình dục thực sự là cơ thể mình nó rất là mệt đúng không em? Dạ Nó vâng. mất nhiều rất nhiều năng lượng và nó đòi hỏi mình phải có cái thời gian để mình bồi phục lại cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Thế bây giờ vì mình thực hiện cái việc thủ dâm cho nên có thể mình cắt rất nhiều các công đoạn, chủ yếu là mình chỉ kích thích để cho nó giải tỏa cái áp lực và cao nhất là xuất tinh. Chính vì thế nếu tình trạng này kéo dài có thể không ảnh hưởng tới sức khỏe của em, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc tình dục của em. Chị thì chị sợ là nếu khi mình tìm được một người để mình có ý định tái hôn chẳng hạn, thì cái chất lượng quan hệ tình dục của mình nó sẽ có vấn đề với bạn gái mới. Dạ Ừ, cũng có thể nó cũng nhiều khi bởi vì bây giờ cái này là em đang tự quyết định và em điều khiển cơ thể em quen với một cái ngưỡng kích thích nó là như thế này, nó đang ở mức độ này. Dạ Đấy, ừ, thì nên thận trọng. Cái này em tự điều phối được mà. Chị biết em là người rất có bản lĩnh đấy. Dạ Vâng, vâng. cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn Dạ bạn vâng. đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn Dạ sẽ vâng. có một sức khỏe thật là tốt.